Đây lễ hội ở dưới Fukuoka, một con đường dài hơn 1 km, rất nhiều hàng quán hai bên. Ở đây rất nhiều món ăn đa dạng, nhiều hơn ở trên Tokyo. Đây là ngô này, một đốm ngô 700 yên. Đây là Spy Family. Những ai gọi là độc thân này thường hay mua những cái sản phẩm như này về để khi ngủ cảm giác như đang có một bạn gái ở bên hay cả một gia đình. Đây là xúc xích chi. Đây là món thịt nướng phổ biến của Nhật, 500 yên. Các loại này, có lưỡi lợn, có thịt này, thịt gà cũng có, có cả gan lợn, da gà này, các loại luôn. Các loại bánh có các cái hình. Đây là bánh trứng. Các cái bánh trứng là do họ xiên vào thành các cái xiên. Đây là các cái hình nộm. Có Son Goku, có súng và các cái hình anime, các loại. Có cả khoai tây lốc xoáy luôn. Khoai tây lốc xoáy 400 yên. Có nhiều vị. Còn đây là nước hoa quả 600 yên. Các cái cốc có hình thì sẽ là 700 yên. Còn đây trò chơi phổ biến là các cái hỗ trợ dành cho các em bé nhỏ. Dùng để là lấy ca xúc lên, xúc được bao nhiêu hạt thì bấy nhiêu điểm. Mỗi điểm tương ứng thì sẽ có những món quà. Rất nhiều hình nộm, nhiều thú bông. Còn đây là món ăn cũng khá phổ biến mùa hè ở Nhật, đấy là kem đá bạc 500 yên, là màu cam làm từ quýt. Có rất nhiều vị nhưng riêng quán này thì chỉ có một vị duy nhất là vị quýt. Khoai nướng các vị, có kim chi nữa này, cho cả kim chi vào. Còn cái thì cho cái gì nữa xem, cho muối này, cho bơ, cho phô mai. Còn đây là các cái mặt nạ, Mario, cảo, mèo, những hình rất là phổ biến ở Nhật. Còn đây kem bông này, được làm sẵn và đóng gói vào sẵn các cái túi với cái hình hài này, Kitty, Akema này, 700 nha. Buổi trưa nắng nóng nên mọi người đang ngồi ở góc chỗ bóng mát để ăn. Đây cũng là một món phổ biến nữa phải nhận. Bánh mochi nướng với các vị, với các cái viên rất nhiều hình, rất nhiều màu, hồng, trắng, xanh. Có cả bột kia và là bột động, bột đỗ xanh của mình, ăn ngọt ngọt. Đây là bạch mực. Các cái dâu mực rất là to. Đây là cái gì?
tượng cổng để đi vào các cái thần điện của Nhật, gọi là cổng Tori. Cân bằng đường không quá. Dâu mực nướng rán tẩm phô mai cũng rất là xinh. Còn đây là phô mai kem đi, kem đi. Còn đây là kem đám bà, rất nhiều vị. すいません。 1個でメロン お願いします。 すごいメロン。 400円ですね。 はい。